Tại Tokyo, Nhật Bản, tập đoàn Tân Long, ngân hàng Kairaposhi cùng các diện gì đối tác đã tổ chức ra mắt sản phẩm gạo A An chính thức được bày bán trong các siêu thị của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu gạo Việt xuất khẩu và phân phối thành công tại xứ sở mặt trời mọc, một trong những thị trường khó tính nhất thế giới. Trước đó, tập đoàn Tân Long, chủ sở hữu thương hiệu gạo A An, đã xuất khẩu thành công lô hàng gạo ST25 mang thương hiệu A An vào Nhật sau khi vượt qua quy trình kiểm nghiệm vô cùng khắt khe đối với hơn 450 chỉ tiêu. Hiện gạo A An đã được phân phối tại hơn 25.000 điểm bán trên toàn quốc. Tổng sản lượng tiêu thụ gạo nội địa trung bình hàng năm đã gần 400.000 tấn. Tầm nhìn năm 2030 sẽ tiêu thụ 1 triệu tấn gạo chất lượng cao.